năm mới đến, chúc mừng năm mới, gửi trọn thiện lương tới mọi nhà, cầu cho vui vẻ, thêm may mắn, chúc tâm an bình, đón xuân sang, yêu thương hạnh phúc, xin gửi trọn, chúc chân thiện nhẫn nhé yêu thương. Hồng Nhung năm mới chúc quý vị khán giả yêu mến đang theo dõi kênh tin tức Hành Trình Tương Lai. Một năm nữa, chúng ta bên nhau chia sẻ những câu chuyện ý nghĩa, nhân sinh cùng tin tức cập nhật mỗi ngày. Kính chúc quý vị luôn bình an cả tâm lẫn thân, gửi lời cảm ơn sâu sắc tới quý vị đã luôn đồng hành cùng chương trình. Ngay sau đây là bản tin ngày 28 tháng 2 năm 2023. Trân trọng mời quý vị theo dõi. Trước tiên là phần điểm tin chính. Trung Quốc đặt trạm tên lửa cố định ở Hoàng Sa. Đột kích đường dây buôn người, Anh phát hiện 3 nạn nhân người Việt Nam. Cầu vồng đơn sắc cực hiếm xuất hiện tại núi Bà Đen. Tàu chở hơn 2.700 tấn gạo va vào đá ngầm, 11 thuyền viên trôi trên biển. Giá heo thấp cả ba miền, người nuôi lỗ nặng. Nghi án chồng dùng dao đâm vợ bị thương rồi tự sát tử vong. Trẻ 10 tuổi nguy kịch do sốc phản vệ sau khi uống nước ngọt. Ninh Bình lên tiếng về thông tin Tràng An thất thủ, du khách mắc kẹt tới 12 giờ đêm. Cháu bé nghi hóc hạt bí, người nhà tố bệnh viện tắc trách khiến cháu tử vong. Thủy điện mỗi ngày đều lãng phí vì chưa có giá điện, EVN kiến nghị gỡ khó. Và ngay sau đây là nội dung chi tiết. Công ty Marshall Technology có trụ sở tại Mỹ vừa công bố hình ảnh cho thấy dường như một tiểu đoàn tên lửa mới xây đã hoàn thành trên đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Các nhà phân tích nhận định rằng điều này cho thấy quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc đã có tên lửa đất đối không sẵn sàng đặt ở mức cố định tại cả hai quần đảo đang tranh chấp với các nước láng giềng ngoài Biển Đông. Inmarsat International, một công ty về thông tin tình báo không gian đã phát hiện lần đầu sự xuất hiện của các giàn phóng tên lửa HQ-9 SAM trên đảo Phú Lâm hồi năm 2016. Theo chuyên gia Tom Sugat thuộc Trung tâm An ninh Mỹ mới viết trên Twitter rằng các cấu trúc tương tự với mái được tháo rời cũng được phát hiện ở đá Subi, vành khăn, chữ thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Các cơ sở cố định này có thể được dùng để chứa các tên lửa tầm xa, giúp Trung Quốc mở rộng tầm với của mình tới các vùng đang tranh chấp. Được biết, quần đảo Hoàng Sa hiện do Trung Quốc chiếm giữ trái phép và là đối tượng tranh chấp giữa Việt Nam, Trung Quốc và Đài Loan. Trường Sa là quần đảo đang tranh chấp giữa Việt Nam với các nước gồm Trung Quốc, Philippines, Malaysia, Brunei và Đài Loan. Cơ quan phòng chống tội phạm quốc gia NCA của Anh cho biết, thời gian gần đây họ đã thực hiện một loạt các cuộc đột kích trên khắp London và phát hiện 3 người Việt có thể là nạn nhân buôn người, còn gọi là nô lệ thời hiện đại. Các vụ đột kích diễn ra sau một chiến dịch vào tháng 4 năm 2022 khi NCA phát hiện ra một trang trại cần sa khổng lồ hoạt động bên ngoài một nhà máy ở South Gloucestershire. Cảnh sát đã thu giữ và tiêu hủy khoảng 500 cây cần sa có giá trị hơn 400.000 bảng Anh. Một giới chức điều tra cấp cao của NCA cho biết, 3 cá nhân đã được bảo vệ an toàn nhưng có khả năng còn nhiều nạn nhân khác mà chúng tôi chưa biết. Một báo cáo mới đây cho biết số lượng tội phạm nô lệ thời hiện đại ở Anh vào năm 2022 đã tăng gấp 11 lần so với năm 2015. Tính trung bình, các báo cáo về tội phạm nô lệ hiện đại đã tăng khoảng 56% mỗi năm kể từ năm 2015. Những nạn nhân thường bị bóc lột, cưỡng bức lao động, làm những công việc bất hợp pháp hoặc bị lấy nội tạng. Vừa qua vào sáng mùng 5 Tết ngày 26 tháng 1, người dân và du khách đến tỉnh Tây Ninh bất ngờ khi chứng kiến hiện tượng cầu vồng đơn sắc bao phủ đỉnh núi Bà Đen. Với màu sắc ảo diệu, sắc nét, người dân có thể nhìn thấy hiện tượng cầu vồng đơn sắc này ở mọi góc độ, từ dưới chân, trên đỉnh núi và cả ở trung tâm thành phố. Nhiều người chứng kiến cầu vồng đơn sắc này liên tưởng đến hiện tượng cầu vồng trắng hay cầu vồng sương mù hiếm gặp. Những du khách bày tỏ ngỡ ngàng trước cảnh núi huyền ảo siêu hiếm và đã kịp chụp hình và check-in với cầu vồng dưới đỉnh núi này. Một du khách chia sẻ, đây là lần đầu tiên được chứng kiến khung cảnh kỳ ảo thế này dù đã đến nhiều lần. Đầu năm mới chắp tay bên chân tượng Phật Bà Linh Thiêng và ngay dưới cầu vồng, tôi cảm thấy mình thực sự quá may mắn, mãn nguyện. Núi Bà Đen cao 986 m ở Tây Ninh được xem là ngọn núi linh thiêng bậc nhất miền Nam, gắn với huyền tích về Linh Sơn Thánh Mẫu. Trước đó đỉnh núi Bà cũng đã nhiều lần xuất hiện những hiện tượng thiên nhiên kỳ thú như hiện tượng đĩa bay mây vào ngày 24 tháng 11 năm 2022 hay hình phượng hoàng ảo diệu xuất hiện vào ngày 5 tháng 1. Theo quan niệm của nhiều người, các hiện tượng trên được cho là điểm lành linh thiêng tại đỉnh núi Bà Đen. Báo Tuổi Trẻ dẫn lời Chủ tịch thị xã Đức Phổ tỉnh Quảng Ngãi cho biết, mới đây, tàu sắt Hoàng Gia 46 chở hơn 2.700 tấn gạo từ An Giang ra Hải Phòng bị sóng lớn đánh, tiếp tục va vào đá ngầm thủng đáy, trôi giặt vào vùng biển Sa Huỳnh. 11 thuyền viên trên tàu được biên phòng Quảng Ngãi cứu, đưa vào bờ an toàn và tính toán phương án cứu hộ con tàu. Hiện tại gần 8.000 lít dầu trên tàu có nguy cơ bị tràn rất cao.
giới chức tỉnh Quảng Ngãi đang xây dựng phương án, kịch bản xử lý lượng dầu trên tàu Hoàng Gia 46. Ngoài tính phương án ứng phó nếu có sự cố dầu tràn xảy ra, UBND thị xã Đức Phổ yêu cầu lực lượng chức năng tuần tra canh gác nhằm bảo vệ tài sản, hàng hóa của tàu Hoàng Gia 46, đồng thời cử lực lượng thăm hỏi các thuyền viên bị nạn. Theo thông tin từ nhiều người nuôi, giá heo hơi ba miền đang duy trì ở mức thấp. Cụ thể, tại nhiều tỉnh thành phía Bắc như Ninh Bình, Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Hà Nam, Hà Nội, Nam Định, Yên Bái, Lào Cai, giá heo hơi ở mức 51-53.000 đồng 1 kg. Tại nhiều khu vực ở miền Trung và Tây Nguyên, giá heo hơi được nhiều người nuôi bán ra ở mức 50.000-53.000 đồng 1 kg tùy loại. Trong khi đó, tại miền Nam, giá heo hơi tại một số tỉnh miền Tây Nam Bộ như Cà Mau đang ở mức cao nhất toàn miền với khoảng 54.000 đồng 1 kg. Còn lại, các tỉnh thành khác phổ biến từ 48-53.000 đồng 1 kg tùy loại. Theo ghi nhận, giá heo hơi hiện nay giảm phổ biến trên dưới 2.000 đồng 1 kg so với mức tốt thời điểm trước Tết Nguyên đán và đang khiến nhiều người nuôi thua lỗ 6-11.000 đồng 1 kg bán ra. Với nguồn cung và mức tiêu thụ các tháng đầu năm thường ở mức thấp, giá heo trong tháng tới khả năng vẫn chỉ ở mốc dưới 55.000 đồng 1 kg, người nuôi còn thua lỗ kéo dài. Công an tỉnh Tiền Giang cho hay đang điều tra làm rõ vụ nghi án chồng dùng dao đâm vợ bị thương rồi tự sát tử vong. Theo đó, vào khoảng 17 giờ 30 phút ngày 26 tháng 1, anh Trịnh Minh Biền, 34 tuổi, ngụ thị trấn Chợ Vàm, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang, chạy xe máy đậu trước sân nhà vợ là chị T, 31 tuổi, ngụ phường 10, thành phố Mỹ Tho. Sau đó, Biền bước vào bên trong để giải quyết chuyện mâu thuẫn với vợ xảy ra trước và trong thời điểm Tết Nguyên đán. Hai bên nói chuyện chừng 10 phút thì xảy ra lớn tiếng, lập tức anh này ra xe máy, mở cốp lấy một con dao để sẵn lao vào vợ. Chị Kiều Tê hoảng sợ bỏ chạy đến khu vực đường Nguyễn Quân thuộc khu phố 3, phường 10, thành phố Mỹ Tho nhưng bị chồng chặn lại gây thương tích nặng khiến chị ngã xuống lộ bất tỉnh. Lo sợ bị bắt, nghi phạm chạy sâu vào trong hẻm cầm con dao tự đâm nhiều nhát vào người. Người dân địa phương nhanh chóng đưa cả hai đi cấp cứu nhưng máu ra nhiều nên người chồng đã tử vong trước khi vào bệnh viện, còn chị Tê đang được bác sĩ cấp cứu điều trị vết thương. Theo người dân ở khu phố thông tin, vợ chồng chị Tê có hai người con, chị làm nghề nail và trang điểm. Chiều ngày 30 Tết, hai người đã xảy ra xô xát một lần, bực tức Biền đã đốt xe máy của vợ rồi bỏ đi. Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương tỉnh Phú Thọ vừa tiếp nhận một bệnh nhi 10 tuổi sốc phản vệ, mức độ nguy kịch sau khi uống nước ngọt có ga. Theo lời kể của gia đình, sau uống nước ngọt có ga vài phút, trẻ xuất hiện cảm giác nuốt nghẹn, mắc vướng cổ họng, đỏ mặt, phù mặt, nổi mẩn ngứa. Gia đình đưa trẻ đến trạm y tế dùng thuốc nhưng không đỡ, sau đó ngày càng khó thở nhiều và được gia đình chuyển đến bệnh viện Đa khoa Hùng Vương cấp cứu. Trẻ vào viện trong tình trạng khó thở, nuốt nghẹn, nổi ban ngứa vùng ngực bụng, phù mắt, co thắt vùng khí quản, thở rít. Ngay lập tức bệnh nhân được các bác sĩ xử trí theo phác đồ chống sốc phản vệ, thuốc adrenaline. Sau khi được cấp cứu và hồi sức tích cực, trẻ đã qua cơn nguy kịch, tiếp tục điều trị. Các bác sĩ cũng khuyến cáo dị ứng sốc phản vệ có thể xảy ra bất cứ lúc nào, do đó khi cơ thể có dấu hiệu bất thường sau khi tiếp xúc với các dị nguyên như ong đốt, kiến đốt, tiêm, uống thuốc, ăn các loại thực phẩm, người dân cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu kịp thời. Hai ngày qua trên mạng xã hội lan truyền thông tin Tràng An thất thủ đến 12 giờ đêm và được chia sẻ rộng rãi. Thông tin này đã thu hút sự quan tâm của đông đảo du khách, nhất là những người đang có ý định du xuân đầu năm đến với vùng đất cố đô Hoa Lư. Liên quan đến vấn đề này, đại diện Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình khẳng định đây là thông tin sai sự thật. Theo vị đại diện, qua xác minh thì đến 19 giờ tối ngày 26 tháng 1, còn 3 thuyền cuối cùng chở du khách tham quan Tràng An đã trở về bến, không có chuyện tắc thuyền, khách bị kẹt cả đêm. Tại Tràng An, luồng tuyến được phân chia khoa học ra vào khác nhau, vì thế nếu khách đông, thuyền có thể di chuyển chậm, chứ không thể tắc được. Còn theo đại diện khu du lịch sinh thái Tràng An, đơn vị chỉ bán vé cho khách về muộn nhất là khoảng 20 giờ, nếu đông quá cũng sẽ dừng bán vé. Còn hôm 26 tháng 1, thuyền về bến muộn nhất là 19 giờ 45 phút, chứ không có chuyện mắc kẹt tới nửa đêm. Theo Giám đốc Sở Du lịch Ninh Bình, Sở đã giao Trung tâm Xúc tiến Du lịch của Sở làm việc với quản lý các trang mạng đã đăng tải các hình ảnh, thông tin chưa chính xác gây ảnh hưởng đến du lịch Ninh Bình. Theo thông tin từ Sở Du lịch Ninh Bình, trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, toàn Ninh Bình đón khoảng 400.000 lượt du khách. Tại Lào Cai, khách du lịch đến Sapa dịp Tết Quý Mão tương đương năm ngoái, không xảy ra tình trạng cháy phòng nhưng lượng khách lên đỉnh Phan Xipang tăng, chờ đợi lâu. Từ ngày 29 Tết đến mùng 4 Tết, Sapa đón khoảng 58.000 lượt khách, đạt mức tương đương so với cùng kỳ năm ngoái. Trời nắng nhẹ, nhiệt độ dao động từ 4 đến 15 độ C, tạo thuận lợi cho các hoạt động du xuân. Bà Hoàng Thị Vượng, trưởng phòng văn hóa thông tin thị xã Sapa, lượng khách du lịch Tết Quý Mão ở mức vừa phải, không thất thủ như tin đồn. Các dịch vụ đầy đủ và mức giá ổn định, không có tình trạng cháy phòng hay dịch vụ không đủ đáp ứng.
Theo ghi nhận từ một số cơ sở kinh doanh lưu trú và các dịch vụ ăn uống, trong ngày mùng 2 Tết, tỷ lệ đặt phòng đạt khoảng 50% từ ngày mùng 3 đến ngày mùng 5 Tết. Tỷ lệ kín phòng đạt hơn 80%, tập trung chủ yếu ở phân khúc từ 3 đến 5 sao ở khu vực trung tâm thị xã. Truyền thông trong nước dẫn lời anh Trần Văn Chi, ngụ thành phố Quảng Ngãi, tố bệnh viện Sản Nhi Quảng Ngãi làm việc quá tắc trách khiến con anh tử vong. Anh Chi cho hay, khoảng 20 giờ ngày mùng 5 Tết, con anh chơi đùa cùng với nhiều cháu bé khác, một số cháu lớn lấy hạt bí để ăn. Lúc này con anh 3 tuổi bất ngờ bị ho sặc, khó thở gần vị trí có vỏ hạt bí. Lúc ấy vợ tôi nghe con ho chạy từ nhà dưới lên, các cháu khác nói rằng con tôi lấy hạt bí bỏ vào miệng. Cháu đã khó thở, nôn ọe nên vợ chồng tôi chở cháu đến bệnh viện Sản Nhi Quảng Ngãi. Lúc đó gần 21 giờ. Theo anh Chi, trong quá trình thăm khám, đầu tiên có rất nhiều người thay nhau khám cho con anh nhưng không tìm ra vấn đề. Trong khi cháu vẫn tiếp tục nôn, anh Chi đề nghị được đưa con chuyển viện ra bệnh viện Đà Nẵng nhưng bác sĩ vẫn một mực khẳng định với gia đình không có vấn đề gì. Khoảng 2-3 giờ, gia đình chở cháu về nhà để tìm bảo hiểm và rửa cho cháu vì cháu nôn ói khắp người. Đến khoảng 3 giờ sáng mùng 6 Tết, gia đình thuê taxi đưa con lên lại bệnh viện Sản Nhi Quảng Ngãi. Khi gần tới viện, cháu nức nghẹn và được đưa thẳng vào phòng cấp cứu. Sau đó được chuyển gấp lên phòng hồi sức tích cực. Khoảng 20 phút sau, bác sĩ báo con tôi không qua khỏi. Trao đổi với phóng viên, một lãnh đạo bệnh viện Sản Nhi Quảng Ngãi cho biết, nguyên nhân dẫn đến tử vong của cháu còn cần phải giám định pháp y để làm rõ. Y bác sĩ bệnh viện rất buồn và chia sẻ với gia đình về mất mát quá lớn này. Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN vừa có văn bản gửi Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc vận hành nhà máy thủy điện nhỏ đã hết hạn hợp đồng mua bán điện hoặc có hợp đồng mua bán điện nhưng giá điện đã hết hiệu lực. Văn bản này tiếp tục cầu cứu Bộ Công Thương sau hơn một tháng EVN báo cáo về những tồn tại vướng mắc về vấn đề trên và đề nghị Bộ trưởng Công Thương chỉ đạo giải quyết. Theo EVN, hiện theo quy định pháp luật, EVN chỉ được phép vận hành các nhà máy thủy điện nhỏ đã hết hạn hợp đồng mua bán điện hoặc có hợp đồng mua bán điện nhưng giá điện đã hết hiệu lực trong những trường hợp cần thiết, đảm bảo an ninh cung cấp điện. Tuy nhiên thực tế đã phát sinh các tồn tại vướng mắc. Ngoài việc không vận hành nhà máy để dẫn đến phải xả nước gây lãng phí, EVN còn cho rằng còn do những nguyên nhân khách quan từ chính sách hướng dẫn còn rất nhiều bất cập. Do vậy, ở văn bản này, EVN kiến nghị trong khi chờ đàm phán giá điện theo hướng dẫn của Cục Điều tiết Điện lực, cho phép EVN ký hợp đồng với giá điện bằng chi phí vận hành và bảo dưỡng các khoản thuế, phí theo quy định. Đây là cơ sở để vận hành các nhà máy điện thuộc điện trên. Thời hạn áp dụng của hợp đồng nêu trên tính từ ngày ký cho đến khi nhà máy có giá điện mới được quyết định bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc được đàm phán thống nhất theo hướng dẫn của nhà chức trách. Tiếp theo đây là những tin tức trên thế giới. Trước tiên là phần điểm tin chính. Dịch bệnh thảm khốc, số người hủy hộ khẩu ở Trung Quốc cao gấp 3 đến 5 lần. Mỹ phát hiện thêm 2 đồn cảnh sát Trung Quốc bí mật ở Los Angeles và New York. Nhiều người biểu tình giấy trắng tại Trung Quốc vẫn bị giam cầm hoặc mất tích. Nhà hàng Trung Quốc phục vụ nhầm nước lau sàn và mực cực độc. Cố vấn Tổng thống Ukraine, chiến tranh có thể lan tới Moscow. Điện Kremlin thừa nhận đầu bếp của Putin có nguy cơ bị ám sát. Thổ Nhĩ Kỳ hoãn đàm phán về gia nhập NATO. Sập lưới điện trên toàn Pakistan, hàng trăm triệu người chịu cảnh mất điện. Một phần trái đất đã bắt đầu quay ngược. Và ngay sau đây là nội dung chi tiết. Mặc dù chính quyền Trung Quốc đã cố gắng che giấu sự thật về dịch bệnh và số người chết vì COVID-19, nhưng ngoại giới vẫn phát hiện ra rằng số lượng hộ khẩu bị hủy bỏ ở nhiều nơi đã tăng vọt và số người chết ở các vùng nông thôn đã đẩy doanh số bán quan tài tăng cao. Mới đây, Vương Ninh, một người làm trong hệ thống y tế và sức khỏe tỉnh Giang Tô Trung Quốc, nói với Đài Á Châu Tự Do AFA rằng kể từ đầu tháng 12 năm ngoái, số người hủy hộ khẩu đã tăng gấp 3 đến 5 lần so với cùng kỳ năm trước đó, và con số thậm chí còn cao hơn ở các thành phố hạng 2 và hạng 3. Ông nói, ví dụ như thành phố này, mỗi tháng có 100 người chết, nhưng hiện nay cơ bản là từ 300 đến 500 người. Tôi có một số bạn bè là công chức, họ phải làm thủ tục hủy đăng ký hộ khẩu, số lượng gấp 3 lần thông thường. Theo một số dữ liệu liên quan từ những người trong ngành kinh doanh, tang lễ, con số này là khoảng 4 đến 5 lần. Trong khi đó, phóng viên BBC đã phỏng vấn thực địa một nhà sản xuất quan tài ở phía bắc tỉnh Sơn Tây. Các thương nhân nói rằng họ không có thời gian dừng lại trong những tháng gần đây. Phóng viên BBC có dịp đến thăm một lò hỏa táng, người bên trong rất bận rộn. Ở một làng khác, phóng viên cũng bắt gặp một nhà đang làm tang sự. Theo báo cáo, tất cả những người tham gia vào ngày tang lễ mà phóng viên gặp ở khu vực Sơn Tây này đều nói rằng số người chết vì dịch bệnh ngày càng tăng. Vừa qua, tổ chức Safeguard Defender đã công bố một báo cáo cảnh báo các quốc gia về sự hiện diện của các đồn cảnh sát mới ở hải ngoại có liên hệ với chính quyền Trung Quốc trải rộng trên 53 quốc gia.
Theo Sequoia Defender, các cơ sở này đã được chính quyền sử dụng để thực hiện một chiến dịch đàn áp xuyên quốc gia bất hợp pháp. Tại Mỹ, hai cơ sở chưa từng được biết đến trước đây ở Los Angeles và thành phố New York vừa được phát hiện. Dân biểu Nicole Maliotakis nói rằng thật đáng phẫn nộ khi chính phủ Trung Quốc đang thực thi pháp luật ngoài lãnh thổ trên đất Hoa Kỳ. Ưu tiên hàng đầu của Ngoại trưởng Blinken và Tổng trưởng Lý Gallant là đóng cửa các đồn này để bảo vệ cử tri người Mỹ gốc Hoa và chủ quyền của các quốc gia chúng ta khỏi sự xâm lấn của ngoại quốc. Đáng chú ý nhất, tổ chức Safeguard Defender đã liên kết các đồn cảnh sát này với chiến dịch săn cáo Fox Hunt của Trung Quốc. Đây là kế hoạch xuyên quốc gia được thiết kế để cưỡng chế hồi hương những người bất đồng chính kiến, buộc họ quay trở về Trung Quốc và đối mặt với cuộc bức hại của chính quyền nước này. Cục điều tra liên bang Mỹ FBI đã cảnh báo vào năm 2020 rằng chiến dịch săn cáo là một kế hoạch đàn áp xuyên quốc gia quy mô lớn nhằm cưỡng chế hồi hương những người bất đồng chính kiến Trung Quốc thông qua sách nhiễu, đe dọa, hàm dọa và sử dụng vũ lực. Thông tin từ tổ chức nhân quyền SRW cho hay, một số người biểu tình của phong trào giấy trắng tại Trung Quốc vẫn đang bị giam cầm, có thể phải đối mặt với việc xử án hoặc đã mất tích bất thường. Cuối tháng 11 năm ngoái, một loạt các cuộc biểu tình bùng phát khắp nơi Trung Quốc phản đối chính sách kiểm dịch hà khắc Zero Covid sau 3 năm căng thẳng, thậm chí hô đả đảo Đảng Cộng sản Trung Quốc, đả đảo Tập Cận Bình. Những người biểu tình giơ tờ giấy trắng để biểu đạt bất mãn của mình, do đó được gọi là phong trào giấy trắng. Có ý kiến nói rằng ý tưởng này bắt đầu từ việc sinh viên các trường đại học giơ tờ giấy viết phương trình Freeman, người tự do thả tự do cho con người. Phong trào hiếm hoi này là chưa từng có kể từ phong trào dân chủ năm 1989 mà người ta thường biết đến qua vụ thảm sát Thiên An Môn. Sau đó, chính quyền Trung Quốc đã truy tìm và lùng bắt những ai liên quan đến biểu tình, đồng thời dỡ bỏ chính sách Zero Covid vào đầu tháng 12 năm ngoái. SRW cho biết một số ít người biểu tình trước đó đã được thả theo bảo lãnh. Tuy vậy, còn nhiều người biểu tình khác vẫn bị giam cầm hoặc cưỡng bức mất tích, nhưng công chúng không hề biết về những cá đó. Trong bối cảnh giới chức Trung Quốc có phong cách đe dọa người nhà của họ để khiến họ phải im lặng. Tổ chức nhân quyền này kêu gọi chính quyền Trung Quốc lập tức thả những người nêu trên. Theo báo South China Morning Post vừa đưa tin, cảnh sát địa phương xác nhận 7 người đã nhập viện cấp cứu sau khi một nhà hàng ở miền đông Trung Quốc phục vụ nhầm nước lau sàn cho họ vì nghĩ rằng đó là nước ép trái cây. Trong đoạn video phát trực tiếp trên mạng xã hội Douyin, nhà hàng đã thừa nhận nữ phục vụ kể trên mang nhầm nước uống do thị lực kém. Theo cảnh sát địa phương, cả 7 thực khách đều đang trong tình trạng ổn định và dự định yêu cầu nhà hàng bồi thường. Cũng tại Trung Quốc, mới đây, một thực khách ở nhà hàng tỉnh Quảng Đông suýt ăn trúng con bạch tuộc đốm xanh cực độc nếu như không nhận được cảnh báo kịp thời. Trang City Express cho biết, thực khách kể trên đã đăng tải một bức ảnh lên mạng xã hội Weibo hồi tuần trước, hỏi xem có ai biết đó là loài gì không. Nhờ phản hồi từ blogger giáo dục khoa học Wu Wuzhaji, người đàn ông này nhận ra con bạch tuộc trông kỳ lạ được bao phủ bởi những chấm tròn màu xanh là loài cực độc nên đã đưa nó trở lại nhà bếp. Độc tính của bạch tuộc đốm xanh rất mạnh và sẽ không bị vô hiệu hóa khi đun nóng. Đây là một trong những loài động vật biển độc nhất thế giới vì nọc độc của chúng có chứa chất độc thần kinh cực mạnh tetrodotoxin. Ông Mikhail Podolyak, cố vấn của Tổng thống Ukraine, mới đây đã lên tiếng cảnh báo rằng cuộc chiến ở Ukraine cuối cùng có thể lan đến các thành phố lớn nhất của Nga, gồm cả thủ đô Moscow. Cụ thể, trong một cuộc phỏng vấn với báo chí Nga, ông Podolyak nói rằng sự leo thang cuộc chiến nội bộ ở Nga là không thể tránh khỏi và các cuộc tấn công khác nhau sẽ được thực hiện nhắm vào các mục tiêu khác nhau. Ông Podolyak nói thêm rằng các thành phố lớn của Nga chẳng hạn như Moscow, Saint Petersburg và Yekaterinburg sẽ là đối tượng của các cuộc tấn công. Ông không nói ra ai đứng sau các cuộc tấn công như vậy với lý do thiếu thông tin, nhưng ông cho biết đó không phải là lực lượng vũ trang Ukraine, mà đó là một cuộc chiến mang tính nội bộ có tính chất phản kháng. Ông nói thêm sự leo thang chiến tranh sẽ là điều không thể tránh khỏi bên trong nước Nga. Sự leo thang này sẽ là vấn đề nội bộ của Liên bang Nga. Được biết, Nga được cho là đã lắp đặt các hệ thống phòng không trên nóc một số tòa nhà quốc phòng và hành chính ở Moscow, báo hiệu rằng chính phủ Nga đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công có thể xảy ra vào thủ đô nước này. Trong cuộc họp báo hôm 25, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov xác nhận thủ lĩnh tập đoàn lính đánh thuê Wagner chuyên phục vụ cho nhà nước Nga, ông Yevgeny Prigozhin, đang gặp rủi ro bị ám sát. Prigozhin được biết với biệt danh là đầu bếp của Putin, sau khi chuỗi nhà hàng của ông chuyên cung cấp dịch vụ ăn uống cho Điện Kremlin. Được biết 50.000 chiến binh của Wagner đã bị buộc tội phạm tội ác chiến tranh và những thành công của họ ở Ukraine đã dẫn đến một cuộc đấu tranh quyền lực giữa đầu sỏ chính trị này và ông Putin.
Mới đây, ông Prigozhin cho biết đã nhận được thông báo rằng Tổng thống Ukraine Zelensky và Giám đốc CIA William Burns đã thảo luận về khả năng ám sát ông. Trong cuộc họp báo mới đây, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov xác nhận thủ lĩnh Wagner đang gặp rủi ro. Được biết, Prigozhin gần đây đã coi các tướng lĩnh của Putin là một lũ hề và khoe khoang rằng đội quân đánh thuê của ông vượt trội so với lực lượng vũ trang Nga. Các báo cáo cho biết mối quan hệ của ông với Putin ngày càng căng thẳng, nhưng Prigozhin vẫn tiếp tục chế nhạo Tổng thống Nga và các tướng lãnh hàng đầu trong quân đội của ông khi lính đánh thuê Wagner của ông và các lực lượng Ukraine vẫn đang chiến đấu trong trận chiến ở thành phố Bakhmut. Thổ Nhĩ Kỳ mới đây đã hoãn vô thời hạn vòng đàm phán mới với Thụy Điển và Phần Lan về vấn đề gia nhập tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO của hai quốc gia này. Theo tờ The Wall Street Journal, chính quyền nước này đã tuyên bố ngừng các cuộc họp và đàm phán ba bên với Thụy Điển và Phần Lan về việc gia nhập NATO. Trước đó, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Erdogan khẳng định sẽ không ủng hộ việc Thụy Điển trở thành thành viên NATO, chừng nào Stockholm còn không tôn trọng tín ngưỡng Hồi giáo và tiếp tục ủng hộ các tổ chức khủng bố. Thổ Nhĩ Kỳ đã đưa ra cảnh báo này sau khi Thụy Điển đã cho phép một cuộc biểu tình bên ngoài Đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ ở Stockholm. Theo đó, chính trị gia cảnh hữu Rasmus Paludan đốt kinh Koran của người Hồi giáo trước Đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ tại Thụy Điển. Thổ Nhĩ Kỳ và nhiều quốc gia Ả Rập Hồi giáo đã lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ hành động này. Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ đã chỉ trích mạnh mẽ cuộc biểu tình. Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Thụy Điển thông báo về việc đóng cửa Đại sứ quán nước này tại Thổ Nhĩ Kỳ do lo ngại nguy cơ xảy ra các cuộc biểu tình. Giới quan sát nhận định, với những động thái mới nhất của Thổ Nhĩ Kỳ, Thụy Điển và Phần Lan khó có triển vọng gia nhập NATO trước khi Thổ Nhĩ Kỳ tiến hành bầu cử quốc hội và tổng thống vào tháng 5 tới. Hãng Reuters đưa tin các máy phát điện của Pakistan đã sản xuất nhiều điện hơn mức cần thiết hôm 23 tháng 1, dẫn đến dao động điện áp mà đỉnh điểm là sự cố sập điện hệ thống trên toàn Pakistan. Được biết, sự cố sập hoàn toàn lưới điện này là lần thứ 2 tại Pakistan và là vụ thứ 3 ở khu vực Nam Á trong vòng 3 tháng qua. Sự cố lưới điện khiến 220 triệu người chìm trong bóng tối trong suốt một ngày và làm gián đoạn hàng loạt hoạt động vì tình trạng mất điện cũng ảnh hưởng đến các dịch vụ Internet và di động. Theo đó, nguyên nhân sự cố là do tần số lưới điện tăng lên 50,75 Hz vào sáng 23 tháng 1 cho thấy nguồn điện được tạo vượt quá nhu cầu, gây ra biến động điện áp nghiêm trọng trong các đường dây truyền tải ở miền nam Pakistan. Nhà vận hành lưới thường giữ tần số ổn định ở mức 50 Hz với độ chênh lệch trên 0,05 Hz thường được coi là bất thường. Theo ghi chú, tần số của lưới điện đã ở mức 50,3 Hz trước khi sự cố xảy ra. Bộ Năng lượng của Pakistan đã không trả lời yêu cầu bình luận. Một nghiên cứu đăng tải trên tạp chí khoa học Nature Geoscience mới đây cho biết lõi trong của trái đất, thứ được cho là một khối kim loại rắn và nóng bỏng, đã bắt đầu quay ngược. Nhóm khoa học gia dẫn đầu bởi Đại học Bắc Kinh, tác giả của nghiên cứu cho biết các tính chất của lõi trái đất trước đây đã được suy luận dựa trên những thay đổi về thời gian di chuyển giữa các sóng địa chấn lặp đi lặp lại đi qua phần sâu thẳm này. Hiện tại một phần của hành tinh không thực sự kết nối thành một khối với các phần còn lại, đã tạm dừng quay gần đây và bắt đầu đảo chiều. Các tác giả chính Ji Zhang và Xiaodong Song cho biết các dữ liệu cũ phản ánh sóng địa chấn đi qua lõi trái đất theo con đường tương tự từ những năm 1960. Tuy nhiên, kể từ năm 2009, đường đi của sóng địa chấn có sự thay đổi đáng kể về thời gian di chuyển, một sự thay đổi vô cùng nhỏ mà các mô hình chỉ ra rằng có thể phản ánh việc lõi hành tinh đã tạm dừng quay. Điều này có thể liên quan đến sự đảo ngược chuyển động quay của lõi bên trong. Tuy nhiên, tốc độ quay của lõi bên trong và việc liệu nó có thay đổi theo thời gian hay không vẫn là một ẩn số. Trên đây là những thông tin trong bản tin tổng hợp ngày hôm nay của Hành Trình Tương Lai. Tiếp theo đây, Hồng Nhung xin mời quý vị cùng đến với phần nhân sinh cảm ngộ quý vị nhé. Thưa quý vị thân mến, có câu rằng tâm sinh nhất niệm, cả thiên địa đều biết, tâm bất chính mà bái Phật sẽ chiêu mời tà linh. Có một câu chuyện ở huyện Tiền Phong nọ, có một người con gái tên là Bình Thư, đã 18-19 tuổi rồi mà vẫn chưa đính hôn. Một hôm, nàng đến quầy hàng rong trước nhà mua son phấn thì có một cậu thanh niên đến chiều ghẹo. Nàng giận dữ mắng người thanh niên rồi đi vào nhà. Nghe chuyện, cha mẹ nàng ra ngoài xem thì không thấy ai cả. Người hàng xóm cũng nói không thấy có ai. Buổi tối sau khi cửa đóng then cài, nàng đi ngủ thì đột nhiên từ dưới bóng đèn xuất hiện người thanh niên kia. Bình Thư biết là yêu quái, nàng không hoảng sợ cũng như không để ý đến hắn, chỉ cầm một cái kéo sắc trong tay giả vờ ngủ, âm thầm dõi theo ý định của hắn.
người thanh niên kia không dám đến gần Bình Thư, chỉ dám đứng cạnh giường, nói những lời ngon ngọt để dụ dỗ cô. Bình Thư vờ như không nghe, không thấy, người thanh niên bỗng nhiên rời đi. Một lúc sau quay lại, lấy ra hơn chục chiếc châm cài tóc và những hoa tai bằng ngọc, những thứ này trị giá hơn ngàn lượng bạc, rồi anh ta đặt lên trên giường. Bình Thư vẫn vờ như không nghe, không thấy. Người thanh niên lại rời đi nhưng không mang theo những vật phẩm kia. Đợi khi trời sắp sáng, người thanh niên đột nhiên xuất hiện và nói rằng: "Ta lén quan sát nàng cả đêm nhưng nàng chẳng màng nhìn những thứ này. Một người nếu như không bị tác động trước tiền bạc, những việc mà họ không muốn làm thì cho dù là quỷ thần cũng không cách nào ép buộc được. Huống hồ là bọn ta đây. Ta đã hiểu lầm một câu nói của nàng khi nàng cầu khấn. Ta cho rằng nàng muốn có một nam nhân nhưng mượn cớ cầu xin cho cha mẹ nên ta mới làm thế này để dụ dỗ nàng. Xin nàng đừng giận." Nói xong, anh ta thu dọn những vật phẩm kia rồi liền rời đi. Chuyện là nhà Bình Thư rất nghèo, mẫu thân vừa già yếu lại mắc nhiều bệnh tật, trong khi tiền lương quân nhân của phụ thân không đủ chi tiêu trong gia đình. Do vậy, Bình Thư đứng trước tượng Phật thầm cầu khấn rằng sẽ sớm tìm được một phu quân tốt để chăm sóc cha mẹ tốt hơn. Thế nhưng nàng không ngờ rằng yêu quái đã biết được suy nghĩ này của nàng. Yêu quái liền hóa thân thành hình người để dụ dỗ và quấy rối Bình Thư. May nhờ nàng nhìn thấu được quỷ kế, giữ chính niệm, không bị những cảnh tượng và những lợi ích mê hoặc nên mới không mắc bẫy của yêu quái. Vậy nên, tâm thái và suy nghĩ khi bái Phật rất quan trọng. Con người ngày nay khi bái Phật, đa số đều cầu tài, cầu danh, cầu lợi, cầu Phật bảo hộ hoặc tìm kiếm được người bạn đời tốt, v.v. Tất cả đều nhằm thỏa mãn những ham muốn ích kỷ của bản thân. Chân chính bái Phật giống như người xưa thành kính bái Phật là chỉ cầu xin thần Phật phù hộ cho việc tu luyện của mình hoặc sám hối lỗi lầm của bản thân, hạ quyết tâm lần sau sẽ không làm sai nữa. Đây mới là bái Phật thật sự. Có câu nói rằng, nhân tâm sinh một niệm, cả thiên địa đều biết. Làm người thì chỉ có cầu xin một chữ chính, giữ gìn thiện niệm và lương tri mới được thần Phật bảo hộ và có một tương lai tươi sáng tốt đẹp. Dân gian có câu, có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Người xưa có tâm kính ngưỡng, thành khẩn trước các vị thần Phật để được bảo hộ và để tránh những điều phiền phức từ các thế giới khác, tránh xa những điều tà ma quỷ dị. Như thế cần phải giữ tâm cho chính, tích đức, hành thiện. Lời nói, cử chỉ, thậm chí cả ý nghĩ cũng đều ngay chính. Phải chăng đúng như cuốn sách Ma Quỷ Đang Thống Trị Thế Giới Chúng Ta? Những điều giản dị thiện lương thường được cho là lỗi thời, còn những điều quái dị thì được cho là tiên tiến, lại là mê hoặc con người. Chúng ta mải miết chạy theo những thứ độc lạ, nhưng chẳng hề biết đang đi trên con đường bại hoại, hủy diệt chính mình. Mải mê chạy theo danh lợi xa hoa mà đánh mất hạnh phúc chân chính. Những ai có thể nhìn lại không khỏi cảm thán, thật đáng buồn thay. Biết bao cửa son sinh đói rách, có nhiều nhà nát này công khanh. Xưa này những việc giữ lành, thầy do nghiệp đức chuyển thành đó thôi. Núi cao bởi đất bồi mới đặng, biển sâu vì trở nặng trăm sông. Ai mà có đức có nhân, người dưng yêu mến Phật thần đoái thương. Có kẻ gặp tai ương bởi ác, mà quay ra ngơ ngác nào hay. Đổ thừa vạ gió tai bay, chẳng tin nhân quả trả vay nhãn tiền. Lại có vị ở hiền gặp nạn, bị thói đời giả tạm trêu người. Hãy tin quy luật muôn đời, mất rồi sẽ được lẽ trời công tâm. Trăm năm một kiếp phàm ngắn ngủi, vui là bao, buồn tủi sẵn nhiều. Muốn cho viên mãn đủ điều, sống chân thiện nhẫn ắt nhiều phúc âm. Người trọng đức tu tâm mới quý, khỏi níu ràng phiền lụy thế gian. An nhiên tự tại thanh nhàn, xả buông chấp trước thanh thang lối về. Thánh nhân giảng sáng nghe Phật Pháp, chiều chẳng lo nhắm mắt xuôi tay. Nhắn ai chăn trở đêm ngày, Pháp Luân Đại Pháp truyền ngay cõi trần. Bài thơ Phúc Đức Thiền Đàm của tác giả Vô Danh Cư Sĩ đã khép lại bản tin ngày hôm nay. Kính chúc quý vị nhiều niềm vui, tìm được hạnh phúc chân chính giữa cuộc đời vô thường. Hàng trăm triệu người trên đủ mọi tầng lớp trong xã hội đã tìm được ý nghĩa hạnh phúc nhân sinh với nguyên lý chân thiện nhẫn trong môn khí công của Phật gia đang được phổ truyền trên hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Quý vị đừng bỏ lỡ cơ duyên tìm hiểu qua đường link chúng tôi có gắn phía trên màn hình. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.